Rồi cái, à, cho các bạn mình là Linh đây. Đây anh em nhìn đây, nhìn đây. Đấy, đây là cái khả năng mà thay đạn của nó quá, quá là nhanh. Nó, về cách bắn thì nó giống hệt khẩu đua MG9 thôi. Ngoài việc nó bắn sát thương, nó cực kỳ là cao. Nhưng mà nhìn rất là đẹp, mình cứ tưởng tượng ra khẩu giống kiểu Uzi đúng không? Nhưng mà hình như là khẩu crit, ở bên nó sẽ là khẩu crit gì đấy. Ôi, anh em hôm nay tiếp tục đổi giò với zombie nha, chế độ zombie của cái truy kinh nâng cấp này. Và nay mình cầm một khẩu MSR. Nhìn đẹp ra phết đấy, không biết bắn có ra gì không. Nhìn đẹp vậy. Ôi, phải tìm chỗ nốt rồi, tìm chỗ nốt rồi, mình không 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 đứng dưới đây đâu. Lên 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 lên. À đây đây, có cái khẩu súng này. Nếu mà một số anh em nào chưa biết ý, thì cái đấy là một loại, đấy là một hình thức của cái việc tiếp tiếp tế súng ấy nhé. Xong rồi nó vẫn có một loại nữa là cái hòm, anh em có để ý dấu hỏi chấm không? Trên màn hình ấy, trên bản đồ ấy. Đó thì là đấy là cái kiểu như cái hỏi chấm giống như cái hòm tiếp tế ở Việt Nam ấy, giống kiểu vậy. Đó. Nhưng mà đây là anh em sẽ được cầm hai súng chính luôn, nhưng mà không là mình thấy là bắn nó hơi sida, kiểu bắn nó yếu lắm. Bắn nó cứ tí đam rồi mà. Ok, cái bắn nó nói chung cầm để dự phòng thôi, khẩu này có 7 viên rồi. Được đấy. Ui. Nó thò cái mông ra đây. Bạn cảm giác snap nó khó khó snap vãi luôn đi. Rồi rồi. Đấy, anh em để cái hòm này, cái hòm đấy. Đây là cái hòm ấy. Hỏi tiếp tế súng nhá. Rồi rồi. À đây. Chà, được cái là ở cái game này anh em để ý là zom nó rất là to, thế là bắn snipe cực kỳ là sướng. Nhưng mà kiểu nó kiểu ping nó cao quá nên mình bắn hơi khó tí thôi. Chứ còn nếu anh em kiểu mạng ngon ngon một chút ấy, bắn cực kỳ là sướng, bởi do nó to bắn kiểu gì cũng trúng mà. Nhưng mà mình thấy là khẩu này nó yếu, đam yếu lắm. Đam yếu hơn khẩu 3Z hôm trước mình chơi. Ủa. Ủa. Mày nó nhìn thấy rồi. Nào mày thò mắt vào đấy. Mày, mày. Mỗi lần bắn xong nó cứ giật người ấy. Vãi, bắn không chết kìa. Súng sida thật. Nó đứng im, nó đứng im anh em ơi. À, nó cho giết à? Mày này, một viên. Ui dồi. Ui, chết rồi. Mày bơi vào đây, bắn có mấy trăm đam, bắn có 300 đam, yếu vãi. Khẩu này chắc là bắn người thôi. Nhưng mà mình thấy nhìn nó đẹp đẹp nên review cho anh em xem luôn. Thông một đít này. Cứ phải cảnh giác chỗ này, có vẻ chỗ này đứng ngon anh em ạ. Thế chúng nó không để ý mấy. Ui, ui được hóa heo, được hóa heo rồi anh em ơi. Ui, mình cứ đứng đây bạn. Nào mày ra đây. Mày, ui nó nhảy lên được à. Mày, khô máu mày chơi đi. Ui, 10.800 máu mà nó không chết kìa. Bắt trời ơi. À đây đây, hero súng. Mình bấm bấm số 2 rồi. Bấm số 2 để thành hero súng mà chả hiểu sao nó trả ra. Đây, hero súng này này. Nhìn quả súng của nó bự vậy. Nhìn này, ngầu lòi luôn. À đây là hero nam anh em ạ, hero nữ kìa. Nó ngay cạnh nhưng mà nó là hero kiếm, kiếm nữ. Nó bắn phát, bắn trúng người phát là nổ luôn này. À nó bắn ra cục cục bi anh em ạ. Ừ nhé, anh em để ý là nếu mà bắn trúng người thì nó nổ luôn, còn không thì bắn xuống dưới đất hình như nó không nổ hay sao nhỉ? À có nổ. À thế giống kiểu hero hero nam ở bên truy kích đúng không? Cũng cái kiểu đấy. Bắn xuống dưới xong một lúc sau thì nổ. Hai vết. Nói chung cái game này nó là truy kích nâng cấp, mình thấy nó giống hệt thôi. Với các bạn, cái game này nó ra trước truy kích anh em ạ. Thế là đây đây súng. Súng lửa anh em ơi. Đấy súng lửa đấy. Phê lòi. Hy vọng đừng làm giòm nhé. Mày quá mày quá. Khẩu đấy bắn phê lắm luôn. Mình cầm thử mấy lần rồi. Ôi, con chúa nó ra kìa. Con chúa nó sao đít kìa. Chạy đi. Ôi, mình đứng lại đứng ra là ra chỗ này. Đứng chỗ này mình thấy ngon phết nhá. Ấy anh em thấy không? Súng bắn lửa đấy. Ui, đúng một mạng rồi, đúng một mạng. Ui, thằng bên cạnh mình cầm súng bắn băng, mình cầm súng bắn lửa. Đấy, đây là cái mình thấy thích nhất là cái mấy cái hòm tiếp tế của chúng nó, rất nhiều súng. Kiểu nó đa dạng ấy. Ôi, chạy đi, thằng kia cứ đứng đứng dưới làm gì. Ôi, nó bắn cái súng bắn lửa này nó nhanh hết đạn quá. Rồi đâu hết rồi. Mình đứng chỗ này kiểu núp sau cái cây chúng nó không để ý mấy đâu. Hay phết, bây giờ mới biết cái chỗ núp của cái map. Ui chết rồi, con chúa nó ra rồi. Ôi chạy đây. Đúng chạy. Ui bọn kia chết hết rồi. Giết. Ui nhìn này. Ui đam lên kinh khủng luôn. Ui hòa hòa hòa.
Mày... Ủa, nó cào đau đấy. Mày... Mày vào đi. Ủa... Zom thường mà nó toàn mấy... Hơn... Với lại 8.000 máu này. Phải đây 10.000 máu nó còn không chết cơ. Thế là hero yếu ấy. Mày không hiểu sao mà bấm... Hồi hero... Kiểu là hero bắn súng mà nó không được cơ. Bấm số 2 rồi. Cứ bấm số 2 nó thành ra số 1. Chả hiểu sao. Đây đây, có cái hòm này. À, đây, đây không phải hòm, đây là súng luôn. Ôi xịt rồi, chết rồi. Ôi rồi 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 rồi. Ôi rồi rồi. À đây đây, bỏ lạc bỏ lạc. Lạc quá, tự nhiên nó lạc anh ạ. Ping tự nhiên giật cao rồi. Ok. Đây đây, cái khẩu súng đấy. Nó cầm hai tay mạnh cực luôn. À đây mình có bắn xịt đấy, con này con bắn xịt đấy. Ôi, nó chết rồi. Con này cứ tự tự như con đồ xít anh em ạ. Ôi, lag nhỉ? Tự nhiên nó lag, vừa lên mình thấy bắn được mà. Ôi, thằng này chết chắc rồi. Ôi, giò đông thật. Nếu mà anh em còn thích kiểu đổi giò với cái map mà nó 32 thằng thì... Nó còn đông, nó còn kinh khủng hơn nhiều. Hay nhỉ, cái này nó mình nó cầm cầm giống kiểu con... Con tia chớp à, con tia chớp ở bên đồ kích. Nó mà bắn ấy thì ra lại cái bắn nó kiểu nó không dùng đúng vũ khí ấy, kiểu đấu xít ấy. Ôi đây con hero đây này. Giết. Ôi rồi. Ôi trời, tự nhiên tụt rồi. Ui nhìn giò nữa. Ui thằng hero cái biết chơi anh em ạ, nó đứng ở trên kia. Ôi đây đáp trúng kìa, đáp trúng hero kìa. Ôi lên 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 lên. Ôi hết giờ rồi. Cả một lũ ở dưới mà không thằng nào giết được nó. Rồi đây đây đây, có hòm có hòm. Ui súng gì đây, súng gì đây. Ui ôi, cái khẩu súng tím tím này nó yếu lắm. Mình thích khẩu súng lửa thôi. Khẩu súng lửa với cái súng càng cua ấy. Khẩu súng đấy mình thấy nó ngon. Đấy, sao bọn nó do mới nhảy lên được nhỉ. Chắc do nó nhảy cao hơn đấy. Ui ôi, thành ấy rồi. Thành con đấy, thành con chúa. Con đầu to ấy, mình cứ hay gọi là con đầu to ấy. Hãy nhìn tay nó này. Máu toay thì quất vào trong. Ui ôi, súng này mạnh lắm. Ấy, nó cứ bắn xong một tay xong nó nạp một tay. Thế là coi như là đạn nó lúc nào cũng có dư trong người. Ghê thật. Đấy con này nó ngoài việc là làm biết đứa đạn, nó chả thấy tác dụng gì mấy. Nó bắn đau quá. Ôi đây 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 đây, bỏ lạc, bỏ lạc đấy. Đứng lại. Ui nhanh thế. Ui cho nó thủ mỗi nơi một chỗ kìa. À đây 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 đây. À trốn à, phải trốn đi đâu phải trốn. Ôi không kịp bấm F. Phải đem bật F kìa, mình giết được nó rồi. À đây đây đây, xuống lên xuống lên xuống lên. Ý mày chạy đâu. À này thì cố tình bật nhau à. Ôi nó thủ ở đằng kia hết rồi. Súng này nó mạnh quá. Mà Zom thì thấy kiểu nó to xác nên bắn dễ trúng. Như cái bia đấy nó đạn. Ôi thằng này mà sao. Ui nhìn nó vầy. Nhìn quần gì kiểu chết còn chết ở trên không ấy, kiểu đứng ấy, nó cào ấy. Ui lên 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 lên. Ui nó hóa heo rồi. Bắt đầu rồi. Ui à. À nó chứ bẩn thôi, nó cứ nhảy nhảy trên này này. Ui một cào hai ca máu này. Vai. Nó có cái kiểu cái bật cái nước ấy, cái nó đẩy bạn lên ấy, sao nó cứ quay lại này thôi. Sao nó chơi hero súng ấy nhỉ? Úi, lại được phát nữa rồi. Không kịp rồi. Thằng bọn này nó kiểu nó biết chơi, nó thuộc cái map này, nó chơi khắm vậy. Ở đây đây. À, thế là mình thấy là mấy cái hỏi chấm này nó cứ mặc định, cứ một ván này nó sẽ kiểu gì nó ra đây. Ôi, phát này nhà được cái ấy này, cái càng cua này. À, thôi đừng có làm zombie đi, làm con boss chán là chán vãi luôn ý.
Đồ ngon rồi, ngon rồi. Nhưng mà phát này mình khó thủ đấy, bởi vì cầm cái càng cua nó bắn chậm lắm. Ui. Bắn có 200 máu cơ. Nhìn súng thì nhỏ, nhìn rõ đẹp và bắn xì đà. Thông vào đi đấy. Ui. Cái này nó bắn điện nó lan qua nhau, nhưng mà chúng nó phải đứng đông một chút cơ. Tiếp có 3 viên. À đây này, có đạn này, có đạn này. À đây, đây là cái hòm đấy. Đây là cái hòm tiếp tế anh em ạ. Đúng kiểu hòm ở bên chiếc kit này nó vậy. Đây mình nhặt được khẩu Uzi này. Thế là mình có 3 khẩu súng chính à. Ui. Vãi, nó lướt qua giật mình. May mà nó nhận. Ôi trời, ngon rồi, được hóa heo rồi. Nào, mày ra đây, mày ra đây. Nào, phần này mình đứng trên này đâu, mình không xuống đâu. Ui, con này chém nhanh, con hero chém nhanh vãi chứ. Ôi kêu nó nháy kìa. Ui, con kia trâu thế. Ui, đam lên mà. Nào, ra hết đây, ra hết đây. Ôi mình. Đâu, mình vừa thấy con nháy ở đây mà. Ủa, nó đông quá, nó kéo ra đây rồi. Ủa, chạy nhanh. Ủa, kinh. Đông quá, nhưng mà ít ra phát lại giết được mấy con. Được rồi, nói chung review cho anh em khẩu súng nó. Ủa, được lên được top 3 này. Anh em xem clip này nhớ like cho mình cảm nhận nha. Yeah, bye.